với sự tham gia của các diễn viên Hàn Tuyết trong vai Khương Ly, Hoàng Hữu Minh trong vai Võ Công, Tiêu Thiên trong vai Võ Lâm Phi, Phó Phương Tuấn trong vai Khâu Đông Dương, cùng một số diễn viên khác. Nhà sản xuất Quách Trung, Vương Bân, giám chế Hướng Bội Phượng, Trương Nhân Cương, Bạch Cương, biên kịch Vương Vũ, Liêu Tiểu Vũ, Hồ Cập Ân, Nhậm Tăng Siêu, đạo diễn Tống Dương. Bộ phim Mật Đắng Tình Yêu, tập 5. Có phải em cảm thấy làm chuyện này khá dễ dàng đúng không? Muốn ngủ phòng ngủ thì ngủ phòng ngủ, muốn đổi nhà thì đổi nhà. Vốn dĩ là nó rất dễ dàng mà chị. Chỉ là anh chị đã quen phức tạp quá chuyện dễ dàng lên rồi. 3 phòng so với 2 phòng, mỗi tháng cũng chỉ đắt hơn 1.000 tệ mà thôi. Mà anh chị thà hy sinh chất lượng cuộc sống của mình cũng phải chia ly chắc bóp chút tiền đó, rồi bắt mọi người trong nhà đều phải sống bức bối hay mỗi sao? Mỗi tháng thì 1.000 tệ, một năm là 1 vạn tệ. Em có biết 1 vạn tệ được bao nhiêu gì không? 1 vạn tệ tới một đôi giày hiệu cũng không mua được, chị có biết hay không hả? Nhưng mà có người vẫn còn đang vì 1 năm tiết kiệm được 1 vạn tệ mà vui phát điên lên. Em nói thật, có vài người không xứng có được cuộc sống tốt hơn bởi vì người đó không biết cách đi tranh thủ đó. Được rồi, em xứng được chưa? Chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày thôi. Chị thấy bệnh công chúa của em nặng lắm rồi đó. Em mà bệnh công chúa thì chỉ là bà già nhăn nheo. Được, chị là bà già nhăn nheo đúng không? Em là công chúa Bạch Tuyết được chứ? Được. Cuộc sống của em coi thường 1 vạn tệ, vậy đồ của chị em đừng có đụng vào nhé. Em động vô đồ gì của chị chứ? Đồ chị để trên giường có phải do em dùng không? Cái gì hả? Là cái thứ cho kế hoạch sinh đẻ đó. Chị nói là bao cao su đó hả? Là em dùng đó. Em mua cho chị hộp mới như vậy là xong mà. Keo kiệt gì dữ vậy? Võ Lâm Phi, em đang ở nhà chị đó. Em có thể kiềm chế một chút được không? Em và Khâu Đông Dương là vợ chồng hợp pháp, sợ cái gì? Mấy người thế hệ 8X các chị làm chuyện gì cũng quen che che giấu giấu. Chị sẽ không vạch trần em chứ chị? Vừa rồi ai nói chị là bà già nhăn nheo đó? Chị nói em biết, đặc điểm lớn nhất của bà già nhăn nheo chính là thích ngồi lê đôi mắt về chuyện của rất nhiều người với người khác đó. Ba! Mẹ! Chị dâu! Chị dâu ơi! Ba mẹ ơi! Chị! Lòng chị nói là... Chị ạ! Bà con, ông ấy đói. Nhanh đi mẹ, để xếp hàng bên này đi. Con bên này. Đăng ký khoa nội nha. Tôi muốn lấy sổ khám của chuyên gia bên khoa nội. Số khám của chuyên gia đều không còn, tất cả đã bán hết rồi. Không còn một số nào hả? Dạ không còn nữa. Tôi muốn lấy số của chuyên gia bên khoa nội. Dạ không còn sao nữa. Vậy bán hết rồi sao? Sao kỳ vậy nè? Cái gì? Cô xem còn cách nào khác không? Chúng tôi đứng xếp hàng ở đây nửa ngày rồi. Chúng tôi mới khám bệnh mà. Đợi một chút đi mà. Chúng ta đi thôi, bán hết rồi con à. Sao lại hết được chứ? Bây giờ phải làm sao? Sao lại nhanh vậy chứ? Số khám chuyên gia ở đây cũng chẳng được mấy số mà. Tình chuyện này là sao chứ? Số khám của chuyên gia nhất định là bán rất chạy. Có thể chúng ta đến muộn rồi mẹ. Vậy không được, 3 giờ sáng ngày mai chúng ta đến đây xếp hàng. 3 giờ? Mẹ không ngủ hả? Không ngủ nữa, nằm dưới đất cũng phải lấy được số. Đi về thôi. Ê mẹ, chiều nay trường con có một buổi tọa đàm
con không thể về nhà anh cùng mẹ được. Hay là mẹ tự về một mình trước nha? Được rồi, mẹ về trước nha. Dạ. Ờ, phải rồi, về nhà đừng nói với ba con là chúng ta không lấy được số nha. Ba con đang bệnh, đừng để ba con phải lo lắng. Đi. Nhớ về sớm đó. Mẹ chú ý an toàn nha. Được rồi. Bác tiên sinh à, dạ được rồi. Gian hàng và xe qua đi diễu hành đã làm xong, mời ngài xem qua một lần. Dạ không vấn đề. Ngài cần mấy chiếc xe khách? Dạ đủ rồi. Đúng vậy, người dẫn chương trình là một nam một nữ. Dạ, có vấn đề gì tôi gọi ngài sau nha. Được rồi, tạm biệt. Làm sao vậy? Bộ chị ngủ không ngon sao? Trông sắc mặt chị kém vậy? Chị không phải là ngủ không ngon, mà vốn dĩ là chưa ngủ. Vậy mà chị vẫn còn sức để xử lý nhiều việc như vậy nữa. Quá lợi hại luôn. Còn lựa chọn nào khác hay sao? Vẫn đang phiền muộn về chuyện của ba chồng sao? Không phải chị thấy phiền, mà đang lo lắng. Phải rồi Tiểu Lộ, không phải là em có bạn làm bên y dược sao? Họ giúp chị xem có thể lấy được số khám của chuyên gia không? Y dược thì em không giúp được. Có điều bổn cô nương đây có quen một bác sĩ ở bệnh viện Thụy Kim. Trước đây em chưa từng nói tới đó. Em mới quen tuần trước thôi, chưa biết rõ nên chưa dám nói. Giờ hiểu rõ rồi chứ? Cũng tạm được. Thôi đừng nhờ nữa, vì mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng, nhờ người ta giúp đỡ có vẻ không được thích hợp. Hey, đây không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Hơn nữa làm gì có bác sĩ nào mà lại không có bệnh nhân đến cầu cứu chứ. Anh ấy cũng quen với chuyện này rồi. Để cảm ơn em nha Tiểu Lộ. Trời ơi, giữa chúng ta còn khách sáo vậy sao? Alo, xin chào, tôi là Khương Ly. Ồ, xin chào, tôi gọi đến từ đồn cảnh sát Tình An Thượng Hải. Hả? Mời cô đến bảo lãnh cho cô Võ Lâm Phi. Chị dâu à, chị đang giận em đó hả? Không có. Chắc chắn là chị đang giận em rồi. Võ Lâm Phi, lần sau em có làm chuyện gì không đáng tin cậy, em có thể đổi cách khác để nói chuyện với chị được không? Vậy thì em làm chuyện này không phải là vì trong nhà có việc sao? Vì ba bị bệnh mình cho nên lo em lắng lo lắng. Chẳng lẽ anh em và chị không lo lắng sao? Giờ trong nhà đã vậy rồi, em lại xảy ra chuyện gì thì em muốn người khác phải làm sao đi? Em không nghĩ tới người khác một chút nào hay sao? Em xin lỗi. Em đừng nói kiểu đó. Xin lỗi thành tâm một chút đi. Hãy động não mà nghĩ xem, làm gì để không mắc lỗi về sao? Em cũng không muốn phạm phải sai lầm đâu. Em cũng muốn được mọi người chú ý đến. Nhưng mà khả năng của em có giới hạn, không phải hay sao? Được rồi, chị biết là em có lòng tốt. Nếu như mà chúng ta vẫn không lấy được số khám của chuyên gia cho ba, thì chị nói con phải làm sao chứ? Mẹ, con về rồi à? Mẹ làm sủi cảo hả? Mẹ đang làm sủi cảo. Con gọi điện cho Lâm Phi đi, bảo nó về sớm một chút. Để con giúp mẹ. Không cần, không cần đâu. Con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ thấy sắc mặt con có vẻ không tốt, hai ngày nay mệt quá hả? Dạ không có, chắc là con ngủ không được thôi. Ba mẹ tới đây gây thêm phiền phức cho con rồi. Sao mẹ nói vậy chứ? Đây là... mẹ làm cái nhân gì vậy? Là nhân thịt dê. Hả? Mẹ biết mà. Ba con bệnh gút, không nên ăn quá nhiều thịt dê. Vậy sao mẹ còn làm hả? Ba con lâu rồi không ăn thịt nên ông ấy thèm. Không có lần sau nha mẹ. Mẹ biết rồi. Nhớ đó. Bản thân muốn ăn thì nói đi, còn phải kéo tôi vào chịu tội nữa. Ba, ba con không muốn ăn là mẹ thèm thật. Đây đó là một thực tế rất khách quan. Chuyện đó không cần nhấn mạnh lại nhiều lần đâu. Khương Lê, ba đến Thượng Hải cũng được hơn một tuần rồi. Khi nào mới có thể đến bệnh viện khám? Vẫn phải chờ thêm một thời gian. Không phải ba muốn tìm bác sĩ giỏi sao? Hơn nữa tìm được rồi thì vẫn phải chờ có giường nằm chứ. Lần này tới Thượng Hải, mẹ hiểu ra một chuyện. Không có chuyện gì khác ngoài một chữ chờ. Ở đâu cũng có người, không có chỗ nào trống. Ở đây cũng không có ai nhàn rỗi nữa. Ai nói vậy? Chúng ta không phải là người nhàn rỗi hay sao? Nhàn quá tóc sẽ nhanh dài đó. Alo, Tiểu Lộ. Kìa, chuyện số khám thì anh ấy không thể giúp gì được. Ngày nào cũng có hàng dài bệnh nhân đến tìm anh ấy. Còn có người thân hơn cả em nữa. Không phải muốn em tức chết hay sao chứ? Không sao đâu, không giúp được thì thôi.
đừng để ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người nha. Mới thử một lần đã nhìn ra bản chất của anh ta, ích kỷ, lạnh nhạt, xấu tính. Em không sao hết, nhưng mà còn chị phải làm sao bây giờ? Chị sẽ nghĩ cách khác thử xem. À phải rồi, Mai không hỏi chị gì hết hả? Không có, hỏi rồi. Chạy việc bên ngoài ai có thể kiểm soát được chứ. Chị yên tâm đi, có chuyện gì thì em sẽ chịu được cho. Được rồi, tạm biệt. Mẹ ơi, con ăn cái gì rồi? Mẹ muốn ăn gì, con làm cho. Tiểu thư, em ở đây sao? Nè, anh vừa học được cách mới làm cá đó. Em có muốn ăn không? Anh làm cho em ăn nha. Anh còn mua cả thứ em thích nữa, là táo đỏ sơn đông. Anh đi lấy cho em nha. Anh suýt nữa quên nói với em, anh cũng mua một vài thứ rất mới mẻ. Một chiếc gậy gãi ngứa, một cây nến, một cuộn băng dính. Anh mua làm cái gì chứ? Anh nghe nói hôm nay Võ Lâm Phi xảy ra chút chuyện, phải vào đồn cảnh sát. Nó không dám gọi cho anh mà gọi cho em, để em giúp nó ra ngoài. Nếu em cảm thấy mắng nó không xả được hận mà cần phạt gì thể xác, thì cơ thể anh tình nguyện để chịu phạt. Còn em á, em có thể lấy băng dính trói anh lại, khiến cho anh không thể cử động. Sau đó nhỏ từng giọt nến lên người của anh. Trời ơi. Tiếp theo á, em lấy cây gậy gãi ngứa đó cào lên bàn chân của anh. Em thấy sao? Có cảm thấy kích thích thú vị không hả? Vô gì? Giờ là lúc nào mà chỉ nghĩ tới những chuyện không đứng đắn. Chuyện này có gì không đúng đắn chứ? Đây cũng là chuyện bình thường của hai chúng ta mà. Cậu biết làm những chuyện đứng đắn sao? Sao bạn không lấy được số khám của chuyên gia đi, để làm phi sẽ không vào đồn cảnh sát như vậy. Em phải lo lắng thay cho nó đó. Thực ra thì chuyện này á, vào đồn cảnh sát, Lâm Phi xảy ra chuyện gì hả? Tình hình là như vậy, thực ra cũng không phải là chuyện gì quá lớn đâu ba mẹ. Phải vào đồn cảnh sát mà còn là chuyện nhỏ được à? Trời, đây không phải là hiểu lầm thôi sao ba? Hiểu lầm? Còn không phải vì con dạy cho nó những suy nghĩ như vậy hay sao? Các con làm chuyện này cũng vì ông. Một lúc nữa nó quay về, đừng nói với nó chuyện gì. Thật không ngờ muốn khám bệnh mà lại khó như vậy. Con nói xem, nếu bọn con thật sự không xảy ra chuyện thì mẹ với ba phải làm sao đây? Mẹ, Thượng Hải chính là nơi tập trung nguồn lực y tế tốt nhất. Vậy chẳng phải người ở cả nước Trung Quốc đều tới đây để khám bệnh sao? Chuyện này không có gì lạ hết. Có điều khó khăn chỉ là tạm thời, sẽ luôn có cách để giải quyết mà. Đúng rồi, chắc chắn có cách mà. Ba mẹ đừng lo ha. Bệnh không cần khám nữa, chúng ta về nhà. Sống chết có số, ông trời muốn lấy mạng của tôi, cố gắng ở lại cũng không được. Tôi nói rồi, về phòng thu dọn đồ đạc. Nè ba, chúng ta ba, đi. Ba, khó khăn lắm mới tới Thượng Hải một chuyến, bác sĩ còn chưa gặp, sao có thể về như vậy được? Vậy con nói đi, ba mẹ ở đây để chờ đợi điều gì? Chưa dẫm vào bọn con, khiến ba mẹ ăn không ngon ngủ không ba, yên. Ba, không phải lúc nào cũng vậy hết đó. Hãy cho bọn con thời gian một tuần đi, bọn con sẽ nghĩ ra cách để giải quyết mà ba. Dạ đúng đó. Hay là ba mẹ về trước, khi nào bọn con sắp xếp ổn thỏa, ba mẹ quay lại. Trời ơi, mẹ không cần làm khổ mình như vậy. Ba, ba... mẹ, hai người thực sự không thể đi. Chuyện tới nước này rồi, con cũng không muốn giấu ba mẹ nữa. Lâm Phi có gặp một số chuyện, em ấy đang quen với một người bạn trai không đáng tin cậy. Tình hình cụ thể ra sao con cũng không nắm rõ nữa. Con cảm thấy là ba mẹ ở lại đây ít nhất có thể giám sát được em ấy. Quen phải loại người gì vậy? Đúng đó ba mẹ, em ấy đang quen với một người mà người này trước đây là học sinh của con. Gia cảnh của người này thực sự rất là khá giả. Chắc chắn đó là một người không đáng tin cậy. Xem ra chúng ta thật sự vẫn phải ở lại đây. Dạ, con cảm thấy ba mẹ nên ở lại đây đi. Ba mẹ xem, điều quan trọng nhất của Long Phi bây giờ là kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh mà đang quen một người bạn trai không rõ ràng, sẽ làm lỡ tiền đồ về sau đó. Ông coi đó, tôi biết hai đứa nó có chuyện giấu chúng ta mà. Tụi nó quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Con không biết. Sao chuyện gì con cũng không biết hết vậy? Ba không hiểu rõ tính cách của em ấy. Em ấy khá mạnh mẽ, sẽ không muốn bọn con quản đâu. Đúng vậy. Con về rồi. Ồ, hôm nay ăn sủi cảo hả? Không tệ nha. Vào bàn ăn thôi, sao mọi người lại nghiêm túc như con vậy chứ? Con đi đâu hả? Con đi đến thư viện thôi. Ai cho phép con mặc chiếc váy ngắn như vậy? Thì con vẫn luôn mặc như vậy mà ba. Thôi, đi thay nó ra. Từ hôm nay trở đi không được phép ăn mặc như vậy nữa. Con mặc như vậy thì sao chứ? Con qua đây. Con đi thư viện đọc sách, sao phải trang điểm? Tô son gì mà đậm như vậy hả?
Thì con chỉ trang điểm chút thôi à. Từ hôm nay trở đi, không phải tới thư viện đọc sách nữa, ở nhà đọc, giúp mẹ làm việc nhà. Anh trai và chị dâu con ngày nào cũng phải đi làm, việc nhà mẹ không làm hết. Mẹ, con quyết định như vậy đi. Nhưng mà trong nhà có quá nhiều người, con không thể chú tâm đọc sách được. Không phải mượn cớ đâu. Chuyện của con, anh trai và chị dâu con đã nói với ba mẹ rồi. Đồ phản bội. Con ăn nói cái kiểu gì vậy? Con là sinh viên không học hành cho tốt mà lại đi quen bạn trai, con khiến anh chị con phải lo lắng như vậy. Con mau chấm dứt cho mẹ đi. Lại làm sao đây? Học cách im lặng để chống đối lại, có phải không? Được, giỏi lắm. Bà nói cho con biết, nhà ở Hải Nam ba mẹ sẽ không quay về nữa. Đi về phòng mở hành lý lấy hết đồ ra ngoài. Nè, đừng mà ba mẹ. Ba mẹ làm như vậy chẳng phải là muốn giới hạn sự tự do của con hả? Tại sao lại làm như vậy hả? Ba mẹ em nghe thấy chuyện không lấy được sổ khám liền muốn quay trở về Hà Nam. Chắc là ba mẹ muốn vậy đó, cho nên chỉ có thể hy sinh em thôi. Chị gọi đây là hy sinh một chút hả? Ngay cả sự tự do cá nhân của em chị cũng hy sinh luôn. Tự do có quan trọng bằng sức khỏe của ba mẹ không? Chị bớt nói mấy lời đạo đức giả đi. Ba bị bệnh em cũng lo lắng, nhưng mà anh chị đã khiến cho ba mẹ coi em như vậy thì em còn sống nổi hay không? Những người không muốn sống hơn em vẫn sống tốt đó thôi. Em hãy miễn cưỡng sống cho tốt đi. Bán đứng sự riêng tư của người khác, anh còn thấy có lý hả? Đồ không biết xấu hổ. Chị đưa ba mẹ xem chứng nhận kết hôn nha. Bây giờ anh lập tức đi lấy ha. Chào chút. Thật ra thì em có quen một người bạn, gia đình của họ có một công ty dược phẩm, có quen biết khá nhiều các bệnh viện lớn nữa. Hay là chúng ta tìm người ta thử xem. Nhà của Khâu Đông Dương chứ gì. Anh trai của em vẫn luôn nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc như vậy mà. Em gái, anh cảm thấy chuyện này không nên nhờ tới gia đình họ. Làm sao vậy anh? Anh không phải đến nhà của họ bàn chuyện hay sao hả? Bàn chuyện gì chứ, anh chính là không muốn nhìn thấy gia đình giàu có mới nổi đó. Nhưng mà con người của Đông Dương thật sự rất tốt bụng mà. Anh không quan tâm nó tốt hay không, em chưa từng thấy dáng vẻ của ba mẹ nó thôi. Anh nói cho em biết nha, em không được phép đi cầu xin nó. Vậy thì em không đi nhờ người ta thì anh sẽ có cách hay sao? Nếu như anh thật sự có cách, còn phải để cho em gái của anh bị người khác lừa vào đồn cảnh sát hay sao hả? Anh tự có cách. Anh nói cho em biết nha. Nè, anh vẫn chưa nói xong mà. Đúng là không có phép tắc. Tuyệt đối không được nói cho anh trai em biết đó. Em biết rồi, chị dặn đi dặn lại nhiều lần quá à. Em không giống như một số người bán đứng người khác để mua vui cho mọi người. Em nói cho chị biết, đây chẳng phải là một ví dụ điển hình khi nhìn vào chuyện của ba lần này đi. Chị làm gì ai vậy chứ? Là ba ruột của em hay là ba ruột của chị hả? Được rồi, được rồi. Cho dù em có cãi lại cũng là không thể cãi lại với hai vợ chồng chị. Ngưng chiến đi. Chị là người có gia đình, còn em chưa kết hôn có phải không? Em là thiếu nữ hả? Đông Dương đến rồi kìa, chị đừng nói nữa. Xin chào Đông Dương. Chào chị dâu. À, em gọi chị là Khương Lê được rồi. Vậy không được, Lâm Phi gọi sao á thì em gọi như vậy. Vậy chuyện của ba phải nhờ em giúp rồi. Ê, chị đừng khách sáo với em như vậy. Có điều à, chị yên tâm, chuyện của ba Lâm Phi cũng là chuyện của em. Trong vòng 3 ngày chắc chắn em sẽ tìm được bác sĩ. Không vấn đề gì chứ. Chị dâu à, chị nói như vậy làm cho em bị tổn thương lắm luôn á. Anh đừng có để ý lời của chị ấy nói. Chị ấy quen nói với người khác như vậy rồi. Chị cảm ơn em nhiều nha. Hôm nay chị mời, muốn ăn gì cứ gọi. Không, nên là em mới phải, để cho em mời. Ê, cho Đông Dương à, hãy để cho chị dâu mời đi. Chị ấy là trưởng bối, lớn hơn chúng ta mấy tuổi, việc nên làm mà. Về tuổi tác, chị hơn em 7 tuổi. Nhưng tính ra em sinh giữa năm, chị đầu năm, thì chị chỉ hơn em có 6 tuổi rưỡi thôi. Cách nhau 3 tuổi đã khác biệt rất lớn rồi chị. Và bọn em kém chị tận 6 tuổi lần đó, không phải hay sao hả? Có đuổi cũng không thể đuổi kịp được. Nè, phục vụ à, cho tôi mượn thực đơn. Dạ. Để em gọi ha. Một đĩa đầu cá hấp sốt ớt. Được. Cá chép sốt chua ngọt. Thịt dê xào hành tây. Vịt quay này rất ngon, là vịt quay Bắc Kinh đó. Em đồng hóa thực đơn luôn đó hả? Thịt heo xào thái sợi, thịt viên tứ hỷ, ngao xào cây, mì hải sản, kẹo táo. Được rồi, chị gọi cho.
Cô gái này bị ám ảnh nên là chỉ biết đọc những món bốn chữ thôi. Tâm hồn nữa nha. Anh thấy cấp trên của em cũng khá giỏi đó. Qua cho hỏi một câu được không? Làm việc nhanh hơn cả anh đặt số khám của chuyên gia trên mạng nữa. Anh đặt được số chuyên gia trên mạng rồi hả? Hẹn được không? Dũng dĩ là hẹn được. Nhưng có điều phải đợi vài ngày. Mỗi lần anh định nói với em đều bị em ngắt lời. Trời ơi. Em nói gì vậy? À, không có gì. Nhân cơ hội này anh cũng muốn khuyên em nha. Về sau đừng đối với Mai như vậy nữa. Dù sao người ta cũng là cấp trên của em. Hơn nữa lần này còn giúp nhà chúng ta một chuyện lớn như vậy. Em nói xem có cần cảm ơn không? Tặng cho người ta món quà đi. Cô Linda đó giỏi nịnh hơn em. Ở chỗ Mai còn được yêu quý hơn em có phải không? Lần này Mai còn giúp cho người khác đặt phòng bệnh đơn. Còn có phó viện trưởng đích thân đến khám. Không biết rốt cuộc lý do của Mai là gì ta. Anh đừng có lo gì hết. Mau đi xem. Em ngồi đi. Dạ, làm xong rồi. Cảm ơn rất nhiều. Ăn nhanh lên, ăn chậm quá vậy. À, Võ Công. Dạ. Sao con lấy được sổ khám của bệnh viện hôm nay? Có phải con ở lại dở trò gì hay không? Coi ba kìa, ba không thể nghĩ tốt về con hay sao? Giống dĩ trên mạng con đặt được số cho ba rồi. Nhưng mà Khương Lê nhà chúng ta có thể làm được. Bà xã con nhờ lãnh đạo công ty giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Thật sao? Đương nhiên rồi. Nè, Khương Lê ở công ty giống như diều gặp gió vậy. Là át chủ bài của công ty đó có phải không em? Đang khen em đó hả? Sao em cảm thấy giống như trêu chọc em vậy? Đương nhiên là khen rồi, còn phải cảm kích em nữa. Anh thôi đi. Em sẽ cảm thấy chột dạ đó. Chột dạ chuyện gì? Có phải em thông qua lãnh đạo mới có thể làm được chuyện này không hả? Ai mà có khả năng chịu đựng được như vậy chứ. Là không Đông Dương chứ ai. Lâm Phi, ăn nhanh lên. Alo. Chào cậu Tiểu Chu. Nó không có ở nhà, có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi. Được, cảm ơn cậu. Võ Công. Tôi già rồi, không có một chiếc khuy mà đã mỏi cổ rồi. Tôi muốn nói là bà ngồi sai tư thế. Quần áo cũng cũ rồi, khuy đứt thì bỏ đi. Còn khâu lại làm cái gì? Ê, ông xem, khuy đứt mà không khâu, tô chén dùng xong không rửa thì đều là đồ bỏ đi mà. Đồ cũ rồi không bỏ đi hay sao? Vậy tôi cũng già rồi, sao ông không bỏ tôi đi? Bà coi, mới lên Thượng Hải được mấy ngày mà đã học cách tranh luận với người khác rồi. Xin chào. Chị tìm ai vậy? Tôi tìm Võ Công. Võ Công, nó không có ở đây. Chị là... Hai người có phải là cha mẹ Võ Công? Chị là ai vậy? Tôi là mẹ của Khâu Đông Dương. Khâu Đông Dương? Khâu Đông Dương là ai? Xem ra hai người vẫn chưa biết chuyện hả? Con của hai người đã biến hai người thành trò cười rồi. Chị nói như vậy là có ý gì? Con gái của anh chị là Võ Lâm Phi, cùng với con trai của tôi là Khâu Đông Dương, đã lén lút đăng ký kết hôn. Chị nói cái gì? Kết hôn? Hai người thật sự không biết sao? Hơ, còn của anh chị rốt cuộc là có người quản hay không đây? Nó không chỉ câu dẫn con trai tôi lén lút kết hôn, không những vậy, vì chuyện hai người nhập viện, mà nó còn bí mật dùng đến mối quan hệ của ba Đông Dương nữa. Quá ra lừa kết hôn chỉ vì chuyện này sao? Được thôi, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, cuộc hôn nhân vô nghĩa này cũng không cần đến nữa. Gia đình tôi tuần sau sẽ di cư đến Canada, chúng tôi không muốn chuyện dơ bẩn này kia ra nước ngoài. Ý trời, cô Quỳnh. Võ Công. Không phải chuyện này lớn quá rồi sao? Sao cô tìm tới đây được vậy? Đúng vậy, tôi đến đây nói chuyện với họ. Vì các người tìm đến chúng tôi, vậy cũng nên biết sự giúp đỡ này đại diện cho cái gì chứ, có đúng không? Giúp đỡ sao? Võ Công à,
chị ta nói Lâm Phi kết hôn rồi. Có chuyện này sao? Được rồi, mẹ. Các người thương lượng rồi nói với tôi. Tôi hy vọng trước khi chúng tôi đi, chúng ta hãy cùng nhau đến cục dân chính giải quyết, có được không? Được rồi, tôi đi trước đây. Võ Công. Ba. Võ Công à? Võ Công, có chuyện gì sao? Sao ba mẹ muốn xuất viện vậy? Em nói thật với anh đi, chuyện ba nằm viện em tìm ai giúp gì? Em Quỳnh Nguyễn cho anh tới tận nơi để tìm rồi. Em là em nói Lâm Phi tìm Khâu Đông Dương giúp đỡ. Sao em có thể làm vậy được chứ? Em không nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của bà ta đâu. Nói rằng giúp cả nhà mình, chuyện này là có giá của nó. Kêu chúng ta tuần sau đưa Lâm Phi tới cục dân chính ly hôn. Hả? Lúc đó sao em có thể nghĩ nhiều được như vậy chứ? Hơn nữa em không biết là anh có thể đặt được số khám trên mạng. Em cũng rất lo lắng khi chuyện này không được, có cách giải quyết. Anh biết em cũng có ý tốt. Chúng ta hãy nghĩ cách thuyết phục ba mẹ trước đi. Chuyện gì ba mẹ cũng không biết hết. Chuyện này không liên quan tới anh đâu. Để em xử lý cho. Lâm Phi cũng vậy nữa. Em muốn xử lý ra sao đi? Chuyện của Lâm Phi và Đông Dương cũng không phải do em quyết định. Mặc dù anh biết chuyện này giấy không có được lửa, nhưng mà có thể giấu được ngày nào hay ngày đó. Cũng phải chờ cho bệnh tình của ba ổn định rồi mới nói. Thật sự thiếu cân nhắc mà. Càng làm càng hư chuyện. Đi thôi. Đi thôi, ba mẹ đang chờ kìa. Lần sau khi anh đổ lỗi cho người khác thì hãy nghĩ xem em làm là gì ai. Nè. Ý nè, sao em quay lại vậy? Sao không được quay lại? Không phải bỏ đi rồi sao? Em giận anh chứ em không giận ba mẹ. Từ giờ đừng nói chuyện với em nữa. Nè, em là vợ của anh mà, anh không nói chuyện với em thì nói chuyện với ai? Ba, ba đừng tức giận quá. Chuyện này cũng không thể trách Lâm Phi. Ba coi nó lớn tới không vậy rồi. Không trách nó thì trách ai? Chẳng trách người ta đã tìm đến tận cửa, chỉ vào mặt mũi ba, vạch rõ giới hạn. Ba, Lâm Phi không có làm sai gì hết. Còn đó. Không làm sai? Một sinh viên đại học không nói với ba mẹ một tiếng mà chạy đến kết hôn với người khác, chuyện này con nói không sai hả? Ba, ba bớt giận trước đi. Ba nói xem, ba từng làm cảnh sát, ba chắc chắn sẽ biết lý do tại sao con gái nhà làm bị bắt cóc, đó chính là lỗi của kẻ bắt cóc. Hơn nữa, trước khi ba mẹ tới, tụi con cũng tìm cách giải quyết rồi. Con định giải quyết kiểu gì? Người ta đã đến đây tìm rồi. Con nói đi, chuyện lớn như vậy mà bọn con giấu giếm ba mẹ, bọn con cũng to gan thiệt. Ba, con xin lỗi, chẳng phải bọn con sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của ba hay sao? Ba đang bệnh mà ba... Ba không bị bệnh, lập tức làm thủ tục xuất viện, về nhà. Trời ơi ba, ba bình tĩnh trước được không? Ba vừa mới nhập viện còn chưa kiểm tra, sao có thể đi được chứ? Vậy phải đợi đến khi nào? Ba nói cho con biết, cả đời này ba chưa từng bị ai sỉ nhục. Lúc nãy con không nghe người phụ nữ đó nói hay sao? Chị ta nói Lâm Phi nhà mình dụ dỗ con trai nhà người ta, ăn nói như vậy mà được hay sao? Ba không thể nào chấp nhận được. Sao có thể ở lại đây được chứ? Đi ngay lập tức. Trời ơi, ba tuyệt đối không thể nghĩ như vậy được. Nếu mà nghĩ như vậy thì đồng ý với người phụ nữ đó rồi. Trời ơi, mẹ, mẹ đừng thu dọn đồ nữa, mẹ mau thuyết phục ba đi. Mẹ thuyết phục chuyện gì? Mẹ còn đang muốn hỏi con nói em con rất ngoan. Sao có chuyện đã kết hôn rồi? Con nói xem, con làm anh cái kiểu mẹ gì ơi, vậy? Mẹ ơi, mẹ đừng có lo lắng. Chuyện này thật ra Lâm Phi không có lỗi. Em ấy yêu đương và quen một chàng trai cũng xem như tình đầu ý hợp. Chính là trong lúc suy nghĩ nóng vội liền đăng ký kết hôn. Sau đó ba mẹ của đối phương không đồng ý, bắt hai đứa phải chia tay. Chẳng phải bọn con cũng sợ xảy ra chuyện sao? Liền không cho em ấy ra ngoài, sợ hai đứa nó bỏ trốn. Chuyện nhập viện này nên trách con. Con tìm Lâm Phi muốn em ấy nhờ nhà bên đó giúp đỡ. Đây không phải là do con lo lắng về bệnh tình của ba sao? Con bé Lâm Phi này thật là... Ba ơi, ba, ông xã ba, à? Ba, ba, à? Ba, ba. Con không ly hôn. Con đã là một người trưởng thành rồi. Ba mẹ không quản lý con được đâu. Còn cãi nữa, có phải con muốn ba tức chết đúng không? Con... Lâm Phi, còn cãi cái gì? Ba nói thì em cứ nghe đi. Em có biết sau khi ba gặp mẹ của Khâu Đông Dương, giận tới mức ngay cả bệnh cũng không cần chữa luôn, đã xuất viện luôn rồi. Em hiểu chuyện một chút được không? Chuyện đó, mẹ Khâu Đông Dương nói toàn những lời khó nghe, vốn dĩ không tôn trọng gia đình chúng ta. Gia đình như vậy, mẹ không muốn gả con qua bên đó. Sao mà anh chị cũng như vậy chứ? Thiệt tình à, không phân biệt trắng đen. Đông Dương là Đông Dương, mẹ của anh ấy là mẹ của anh ấy, bọn họ không giống nhau mà. Vậy sau khi em gả qua rồi, em không tiếp xúc với mẹ nữa sao? Hay là em muốn sau khi ba mẹ gả con gái qua rồi thì cả đời cũng không qua lại với ba mẹ nữa? Ai mà có thể nghĩ xa được như vậy chứ?
Tình yêu của bọn em chính là được ngày nào hay ngày đó. Đây là tình yêu gì chứ? Phí lời. Lẽ nào anh cũng không như vậy hả? Anh quên rằng lúc anh và chị Châu kết hôn, anh đã nói gì với em hả? Em lôi chuyện này ra làm gì? Bây giờ đang nói chuyện của em mà. Tình yêu của em và Đông Dương có thể đi được rất là xa, nhưng mà bây giờ em không muốn nghĩ đến hành sự của ba mẹ đâu. Tình yêu là mộng ảo, còn hôn nhân mới là hiện thực. Em không suy nghĩ không được đâu. Con lại không phải là nhà tiên tri. Bây giờ mọi người là bắt con nghĩ đến những chuyện quá xa vời, đó mới là điều không thực tế. Con chỉ muốn ở bên Đông Dương, bọn con sẽ sống với nhau thật là tốt. Đó là tình yêu và thanh xuân vậy của con. Vậy tình yêu và thanh xuân của con có được khi ba phải chịu sự sỉ nhục của người khác? Tính cách của con đang hạ thấp giá trị của bản thân con đó, con có biết hay không? Con là con, còn mọi người là mọi người. Lòng tự trọng của mọi người không thể mang ra đổi lấy tình yêu của con được, có hiểu không? Được rồi, con đã không hiểu thì bà không nói nữa. Chỉ nói với con một câu thôi: ly hôn càng sớm càng tốt. Gia đình lão Võ cả đời này trong sạch có kỷ luật, chứ bao giờ phải đề phòng ai giống như đề phòng kẻ trộm hết. Con xin lỗi mọi người, đã khiến cho mọi người thất vọng rồi. Ngoài con ra thì không có ai có thể quyết định thay cho con được. Võ Lâm Phi, Võ Lâm Phi, cái con nhỏ này. Võ Lâm Phi, Võ Lâm Phi. Anh em đi đâu hết? Em không về. Quay về. Quay về nha. Nè, buông em ra đi. Thôi đi, cứ mà. Anh là cái một đứa mới lớn đó. Anh đừng không vậy buông, mà buông ra chạy mất bây giờ. Nè, để em thay anh giữ nó cho. Đừng để người khác trông thấy. Cảm ơn chị Châu đã cứu em nha. Đừng đuổi theo nữa. Lâm Phi, quay lại cho ba. Nè ba, ba. Ba ơi. Ba. Ba. Ba sao vậy? Ba. Ba. Ba gọi 120 đi. Em mau gọi đi, mau lên. Ba sao rồi anh? Đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì. Do áp lực quá lớn, cộng thêm việc tức giận quá thôi. Vậy tốt rồi. Còn mẹ thì sao? Mẹ cũng mệt rồi, đang nằm ở giường dành cho người nhà. Em sẽ nói những chuyện khác với anh sao? Như vậy có thể thay đổi suy nghĩ của anh. Có điều cũng không phải là chuyện gì tốt. Anh biết chứ, không phải là chuyện mẹ em gọi tới sao? 3 tháng không phải vẫn chưa tới hạn sao? Được rồi, để em lừa bà ấy một lần. Nhưng mà không phải một ngày nào đó sẽ phải đối mặt hay sao? Đừng sợ khó khăn, nhất định sẽ có cách. Mọi chuyện đều có anh rồi. Mẹ à, chúng ta hôm nay đừng tới nhà bà ngoại có được không? Con muốn đi xem phim. Để sau khi đến nơi, mẹ sẽ đi xem với con ha. Ai muốn đi với mẹ đâu chứ, sở thích của chúng ta khác nhau mà. Con xem thử mẹ có phải không? Mẹ nói cho con biết lần đầu mẹ đi xem phim Hitchcock, con còn chưa sinh ra nữa đó. Dạ phải, mẹ là người có văn hóa, cho nên yêu cầu của mẹ khá cao, yêu cầu của con thấp, vậy được chưa? Ý, ba à, đây đâu phải là đường tới nhà của bà ngoại đâu. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đến sân bay. Ba, con Đông Dương, thủ tục để con ra nước ngoài đã làm xong, hôm nay con sẽ bay. Ở bên đó ba mẹ cũng đã sắp xếp mọi chuyện cho con rồi. Ba mẹ cũng đã giải quyết mọi chuyện bên đây, cho nên con phải đi cùng. Ba, con không muốn ra nước ngoài đâu. Ba mẹ làm cái gì vậy? Dừng xe đi, con muốn ra ngoài. Con muốn Đông xuống Dương, xe. Con ngồi ba. Yên đó cho ba. Cái gì vậy? Rốt cuộc là ba mẹ muốn bắt cóc con có phải không? Mẹ à, con cầu xin mẹ, mẹ làm ơn nói cái gì đi. Mẹ à, ba đang làm cái gì vậy ba? Đông Dương, con im lặng cho ba. Mẹ à, con cầu xin mẹ đó. Con không muốn ra nước ngoài đâu. Con muốn xuống xe. Ba à. Mẹ à, con không muốn đi đâu. Con có quyền làm chủ sự tự do của con mà. Ngoan đi, con nghe không lời đi. Mẹ. Con là cái à, con không đi đâu. Đi. Con đi không. Nè, qua bên kia, nhanh lên. Đông Dương, sau khi kiểm tra an ninh thì vào luôn đi con. Có chết con cũng không vô đâu. Vậy ba mẹ sẽ ở đây, xem ai phải sợ ai. Con cho rằng con có thể chạy được sao? Đây, hộ chiếu và vé máy bay của con. Con lớn rồi, đừng để ba mẹ lo lắng nữa đó, biết chưa? Nhớ cẩn thận đó. Mẹ cũng biết con lớn rồi sao? Con tưởng là mẹ không biết chứ. Được rồi, hả? Đừng có chậm trễ nữa, đưa đồ cho nó, mau vào đi. Mời mọi người nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Máy bay của chúng tôi sắp cất cánh. Xin mời mọi người nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Máy bay của chúng tôi sắp cất cánh. Đông Dương, con phải nghe lời đó.
Xin nhắc lại, mời mọi người nhanh chóng làm thủ tục. Đi đi. Về thôi bà. Bà xã à, bây giờ anh đang ở sân bay, ba mẹ bắt anh đi Canada nè. Nếu như anh thật sự yêu em thì không có ai có thể đưa anh đi, có bỏ chạy cũng phải quay lại. Đừng khóc nữa hả? Qua một thời gian nữa chúng ta không phải cũng sẽ bay qua đó sao? Không phải là tôi không nỡ, từ nhỏ nó chưa từng xa tôi rồi. Bà đó hả? Người vội vàng muốn đưa con ra nước ngoài là bà. Lần này đưa nó đi rồi, khóc lóc cũng là bà. Mà nè, tôi không phải là bị ép sao? Từ khi gặp con bé Võ Lâm Phi kia, tôi hận không thể đưa Đông Dương ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Tôi còn muốn hạnh phúc nửa đời của con trai tôi để bị quỷ quả trong tay con bé đó. Hôn nhân hạnh phúc gì chứ? Tôi không tin khoảng cách không ngăn được tụi nó. Alo, là ai vậy? Hả? Cậu nói cái gì? Đồ hư hỏng. Hay là bà đi xe về nhà trước đi, để tôi đi tìm nó. Ông đi đâu tìm nó đi? Đối với tiểu tử thối này, nó còn có thể đi đâu được chứ? Ngoài đi tìm con bé đó, nó còn có thể đi đâu được chứ? Được. Ông lái xe cẩn thận đó nha. Tôi sẽ bắt nó về cho bà. Được, cẩn thận một chút. Hai, ba. Nhiên chưa? Đông Dương. Hả? Đông Dương. Nè, em có biết không? Lúc nãy dọa chết anh rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là anh và em sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Đông Dương. Hả? Anh có biết sau khi anh gửi tin nhắn cho em, em đã làm gì hay không hả? Em đã làm cái gì? Em đã đếm số đó. Em đếm nghĩ số rằng hả? Đếm số anh sẽ quay lại với em. Anh có biết là em đếm bao nhiêu lần bao được không? Bao nhiêu? Một vạn, một nghìn hay là hai nghìn? Hả? Em đã đếm, đã đếm ba lần rồi. Chỉ ba lần hả? Em vẫn luôn đếm. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Em cảm thấy em đếm đi đếm lại thì anh có thể quay về với em. Trời ơi, được rồi bà xã. Anh sẽ không bao giờ đi nữa. Trong nhà có ai có máy thu thanh không? Còn không thì em đưa máy tính bảng cho ba dùng, để cho ba đỡ chán. Võ Lâm Phi muốn dùng sao? Thời gian này ai quan tâm tới nó chứ? Em đừng đưa. Được rồi, để em gói đầu hả? Để anh lấy cho. Anh không nói chuyện với em nữa, anh về rồi. Em chào thầy. Nè, không phải chứ ai cho em đưa cậu ta vô nhà? Anh à, Đông Dương anh ấy. Thầy à, là em tự tới tìm Lâm Phi. Cậu im miệng đi.
tôi nói chuyện với cậu sao? Đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật. Mau đi ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu. Anh thầy à, hay là như vậy đi, vẫn quy tắc cũ, tự mình chịu phạt. Thầy à, thầy thật sự không thú vị gì hết. Rốt cuộc em phải làm gì thì thầy mới không ghét em nữa? Cậu có khả năng tự nuôi mình không? Cậu phải học người khác nên làm gì đi. Tôi có thể không có thành kiến với cậu sao? Cậu lừa em gái tôi, lại còn nhìn gia đình tôi bằng đôi mắt nịnh bợ nữa. Không phải đâu thầy à, em là sinh viên đại học rồi mà. Sinh viên đại học mà lấy vợ rồi sao? Cậu lấy vợ thì phải có trách nhiệm với vợ chứ. Tôi cho cậu biết nha, gia đình tôi không chấp nhận cậu. Lý do cụ thể là gì? Cậu quay về hỏi ba mẹ cậu đi. Còn bây giờ lập tức ra ngoài. Trời ơi anh, làm gì mà có ai nói chuyện với em rể của mình như vậy? Ê bà xã, sao em lại có thể nói chuyện với thầy như vậy? Thật ra thì thầy giáo cũng đang đùa với anh mà thôi, em yên tâm đi. Ai là thầy giáo cậu chứ? Cậu bớt gần gũi với tôi đi. Tôi cho cậu biết, cậu đừng phí lời với tôi, ra ngoài đi. Thầy à, thầy đừng kéo em như vậy mà. Ra ngoài. Vậy mà. Ra ngoài mới mua anh thầy. Dương à. Ra ngoài. Em không bỏ. Đừng tay đâu kéo được. Dương à, em không bỏ đâu. Ai vậy? Đông Dương nghe máy đây. Alo. Ba, Khô Tổng trên đường đi tìm cậu đã xảy ra tai nạn. Ngày ấy quá lo lắng nên chạy quá tốc độ, đụng trúng lan can. Đông Dương.该让我。